Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. 10 bình luận của cổ động viên nước ngoài khiến cho người mộ Việt Nam bật khóc trong hạnh phúc. Có nhiều điều quan trọng hơn một chiếc cúp, đó chính là tình yêu của người mộ dành cho bạn. Trên những trang mạng xã hội Việt Nam, câu chuyện về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ. Có nước mắt, có nụ cười, có niềm vui, nhưng cũng xen lẫn chút nghẹn ngào, tiếc nuối. Tuy nhiên, vào những khoảnh khắc như lúc này, người ta mới thấy được tinh thần đoàn kết của những người yêu bóng đá trên thế giới. Không chỉ với người Việt Nam mà cả Đông Nam Á, châu Á đang hướng về đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018. Bên cạnh tấm hình cao tuyết, đường bóng của đội U23 Việt Nam hay tấm hình dàn cầu thủ ôm nhau trong tuyết, những bình luận của fan nước ngoài cũng đang được chia sẻ rất nhiều. Và có lẽ bạn sẽ phải bật khóc trong hạnh phúc khi biết được tình yêu, sự ngưỡng mộ của fan bóng đá thế giới gửi đến U23 Việt Nam và đất nước Việt Nam. Tài khoản có tên Vincent Chu bình luận: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Việt Nam được tham dự World Cup 2022. Tài khoản Azaha Zaliu bình luận: "Các cầu thủ Việt Nam đã khiến ASEAN tự hào. Các bạn là số 1. Ngàn lời yêu từ Malaysia. Tôi đã đổi hình đại diện Facebook để thể hiện sự ủng hộ với các bạn. Một màn trình diễn ngoạn mục." Tài khoản Alexis thì cho rằng Việt Nam đã cho chúng ta thấy được tinh thần thể thao là gì, và kết quả này thực sự không công bằng cho Việt Nam. Chúng tôi tự hào về các bạn. Việt Nam hãy cố gắng nhé. Các bạn đã làm tốt lắm rồi. Tài khoản Narina: "Chúc mừng Uzbekistan, nhưng đội tuyển Việt Nam đừng buồn. Các bạn thực sự rất mạnh. Cả Đông Nam Á và châu Á rất tự hào về U23 Việt Nam. Chúc mừng các bạn." Tài khoản Mod Ada Razani: "Đừng buồn Việt Nam, các bạn vẫn là những người giỏi nhất từ Đông Nam Á." Tài khoản Fanzin Fio thì bình luận: "U23 Việt Nam đã thua trận đấu vào những phút cuối cùng, nhưng chắc chắn đã có được trái tim của người hâm mộ. Đây quả thực là trận đấu khác biệt so với những trận đấu tôi đã từng xem khi còn nhỏ. Đội tuyển Việt Nam trông lúc nào cũng nhỏ và gầy gò. Chúng tôi luôn thấy lo lắng khi xem Việt Nam đá với các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc khi thấy một thế hệ trẻ của Việt Nam cao lớn, mạnh mẽ và đầy tự tin trước toàn thế giới. Nếu bạn nhìn rộng hơn sẽ thấy không chỉ bóng đá mà trong rất nhiều lĩnh vực khác, Việt Nam là một quốc gia đã mất đi nhiều thứ trong suốt nhiều năm dòng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh và người dân đang tỉnh giấc. Tất cả những tiềm năng này thực sự đáng kinh ngạc. Cố lên Việt Nam, đây là thế kỷ của châu Á. Thay mặt người dân Myanmar, một phần của ASEAN, chúng tôi rất tự hào về các bạn và các bạn khiến chúng tôi tự hào tại châu Á." Tài khoản đến từ Hàn Quốc: "Nếu đó là một trận đấu sân cỏ thì sao? Đây là lần đầu tiên Việt Nam chơi trong tuyết và đội Uzbekistan thì đã rất quen thuộc với nó rồi. Thật sự không công bằng để biết đội nào chơi giỏi hơn." Tài khoản Bách Ikino: "Các bạn Việt Nam, đội của các bạn thực sự là một Bồ Đào Nha của châu Á và Uzbekistan là nước Ý của châu Á. Đừng lo, chúng tôi rất tự hào về các bạn và chúng tôi có tới hai nhà vô địch." Tài khoản Nufahamin thì cho rằng: "Việt Nam, các bạn thua trận nhưng có được trái tim của cả Đông Nam Á rồi. Chúng tôi biết rằng các bạn đã dốc hết 200% sức lực cho trận đấu này. Ngay từ trận đầu tiên, dù gặp phải hai trọng tài không công bằng khi các bạn đá với Iraq và Qatar, và giờ đây là điều kiện thi đấu cùng thời tiết xấu. Chúng tôi biết rằng các bạn không quen thuộc với thời tiết như thế này, nhưng các bạn không đổ lỗi cho nó. Vì thế nên các bạn đã làm rất tốt khi gỡ hòa với Uzbekistan. Thật tuyệt vời khi 3 trận liên tiếp các bạn đã đá tới 2 hiệp phụ. Các bạn là những chiến binh thực sự, như những người anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Cả Đông Nam Á biết rằng Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cả đất nước yêu dấu Malaysia và người hàng xóm Thái Lan cũng vậy. Chúc mừng Việt Nam vì đã đi được rất xa, và chúc mừng người về nhì trong giải bóng đá U23 châu Á. Cảm phục những chiến binh thực thụ." Tài khoản Cây La Lao bình luận: "Các bạn chỉ may mắn thôi. Một phút nữa xem, Uzbekistan sẽ biết Việt Nam thực sự là gì." Tiếp theo, báo Trung Quốc giật tít: "Khủng khiếp, khó tin Việt Nam hạ Indonesia 3-0.
tờ báo Sina của Trung Quốc vô cùng thán phục chiến thắng hủy diệt của U22 Việt Nam trước Indonesia ở chung kết SEA Games. Nhưng thường lệ, truyền thông Trung Quốc một lần nữa lại ca ngợi sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam sau khi chứng kiến cách thầy trò huấn viên Bang Seo đè bẹp Indonesia 3-0 để chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Sáng ngày 11 tháng 12, tờ Sina Trung Quốc ngợi ca thầy trò huấn viên Bang Seo. Thật khủng khiếp, khó tin Việt Nam hạ Indonesia 3-0 ở chung kết giành huy chương vàng SEA Games. Đây là kịch bản nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Ở trận đấu này, cầu thủ Đoàn Văn Hậu thi đấu quá chói sáng với một cú đúp và Việt Nam đã cho thấy họ quá vượt trội so với Indonesia. Chiến thắng này tạo ra lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam. Họ đã chính thức giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games. Ngày hôm qua thực sự là một thời khắc lịch sử của Việt Nam. Rõ ràng ở giải đấu năm nay, Việt Nam đã cho thấy họ là một thế lực thống trị tuyệt đối. Họ không hề có đối thủ ở phạm vi khu vực. Việt Nam đã giành huy chương vàng ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ, cho thấy nền bóng đá Việt Nam ngày nay đang thực sự phát triển và vững chắc và cũng rất thần tốc. Chắc chắn bây giờ sẽ là khó khăn lớn nếu một đội bóng của Trung Quốc phải đối đầu với Việt Nam. Tờ Sina cũng có một bài viết khác với tiêu đề "Tuyệt vời, Việt Nam thắng 3-0 để giành tấm huy chương vàng lịch sử". Bài viết này cho rằng trong những năm sắp tới, Việt Nam sẽ còn tiếp tục thể hiện sự thống trị của mình ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã là bá chủ thực sự của bóng đá Đông Nam Á. Bây giờ không ai dám nghi ngờ vào điều đó nữa. Chắc chắn trong những năm tới đây, Việt Nam sẽ còn tiếp tục thể hiện sức mạnh bá chủ của mình ở khu vực và là thách thức cho bất kỳ đội bóng nào khi bước ra sân chơi châu Á. Còn báo Thái Lan thì viết cách mà Việt Nam vô địch SEA Games thật vĩ đại. Truyền thông Thái Lan thi nhau tán dương và gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam sau khi thầy trò huấn viên Bang Seo chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games. Thầy trò huấn luyện Bang Seo vừa lập nên một cột mốc lịch sử khi đem về cho bóng đá Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường SEA Games. Sự mong mỏi chờ đợi quá lâu của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp. Chứng kiến cách U22 Việt Nam đè bẹp Indonesia để đăng quang SEA Games, truyền thông Thái Lan cũng ngả mũ thán phục. Tờ Mai Pichon đăng tấm ảnh Văn Hậu ăn mừng và đăng dòng tít: "Sau 60 năm, Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA Games theo cách thật vĩ đại". Mai Pichon viết: "Những ngôi sao vàng đã lên ngôi vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử bằng cách hủy diệt Indonesia 3-0. Việt Nam đã củng cố vị thế là vua của bóng đá Đông Nam Á. Và thật tuyệt vời hơn khi họ đã thống trị cả hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ ở SEA Games". Tờ Daily News đặt tiêu đề: "Sau bao sự chờ đợi mòn mỏi, Việt Nam đã chính thức giành huy chương vàng SEA Games". Tờ báo này tán dương: "Không nhiều người có thể hình dung Việt Nam lại có thể đè bẹp Indonesia tới 3-0 để lên ngôi vô địch SEA Games, chính thức xác lập cột mốc lịch sử". Như vậy là Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games như mơ khi đăng quang ở cả bóng đá nam và nữ. Tờ Sport Em Thái lại viết: "Chiến thắng hủy diệt, Việt Nam hạ Indonesia 3-0 để khép lại kỳ SEA Games 2019 đẹp như mơ". Đây thực sự là tấm huy chương vàng lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước đây, Việt Nam từng 5 lần lọt vào tới chung kết nhưng đều thất bại. Bây giờ, lịch sử của họ đã bước sang một trang mới. Tờ Goal Thái Lan đặt tiêu đề: "Kết thúc sự chờ đợi, Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam SEA Games". Sau khi tiến vào chung kết bằng thành tích bất bại, Việt Nam tiếp tục trình diễn phong độ ghi bàn hủy diệt để đè bẹp Indonesia 3-0, qua đó lập cột mốc lịch sử với tấm huy chương vàng quý giá. Rõ ràng cách mà Việt Nam chinh phục thành tích vàng ở SEA Games là quá nổi bật. Và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.